Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài thuyết giảng tại thủ đô London, Anh Quốc vào ngày 9 tháng 6 năm 1999 với đề tài Dũng cảm đối với đời sống. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe sau đây. Thank you so much for this overwhelming welcome and love. Actually, it's been a long tour and this is the last one. We have excluded England in our list originally. So if you see my initially, you don't see England. But later, much later, I say please arrange one also because so many people invited me to England and more than anywhere else and before everybody else. It's just that I thought, oh, I've been to England many times, even though I did not talk to the public, we have been here many times. And I used to live here. So I took it for granted that it's okay. So later on, you know, so much pressure from the brothers and sisters from inside. So I said, okay, never mind, just include England. Normally we exclude Denmark and England. But then I thought, okay, so many people invited me and this is my country. I should offer something. So with all my love, I'm here for you. And just later you tell me whatever I can do, I will. Because we can see God. It's very simple. It's just we have to be quiet a little. Just that normally we are very busy. We look outside, we look for all the things. If we are too busy looking outside and hearing outside and paying attention outside, we don't see God. That's all. Cảm ơn quý vị rất nhiều trước tình thương và sự tiếp rước hết sức nồng nhiệt của quý vị. Tôi đã qua một chuyến hoằng pháp khá dài và đây là trạm cuối cùng. Ban đầu chúng tôi không kể nước Anh trong danh sách. Lúc đó, nếu quý vị xem lịch trình của tôi, quý vị sẽ không thấy tên nước Anh. Nhưng về sau tôi bảo, xin sắp xếp vào thời khóa biểu, bởi vì có rất nhiều người đã mời tôi đến nước Anh, nhiều hơn ở mọi nơi khác, và trước hết thảy mọi người. Chỉ có điều là tôi nghĩ rằng tôi đã ở nước Anh nhiều lần rồi. Cho dù tôi không thuyết giảng trước công chúng, chúng tôi đã có mặt nơi đây nhiều lần. Tôi cũng đã từng sống ở đây, cho nên tôi đinh ninh rằng không thuyết giảng cũng không sao. Nhưng sau này, do quá nhiều áp lực ở bên trong từ những anh chị em đồng tu, cho nên tôi đã bảo, thôi được, hãy kể luôn nước Anh. Chứ thực ra chúng tôi dự định không đi Đan Mạch và Anh Quốc. Nhưng tôi đã nghĩ rằng, thôi được, có rất nhiều người đã mời, và đây cũng là quốc gia của tôi. Tôi nên cống hiến một điều gì? Do đó, với tất cả tình thương, tôi hiện diện nơi đây cho quý vị. Một lát nữa, quý vị có thể cho tôi biết bất cứ điều gì tôi có thể làm cho quý vị, tôi sẽ sẵn lòng. Bởi vì chúng ta có thể thấy được Thượng Đế, điều này rất đơn giản, chỉ cần chúng ta phải yên lặng một chút. Chỉ là vì bình thường chúng ta rất bận rộn, chúng ta nhìn bên ngoài, nhìn những sự việc khác và tập trung vào đó. Nếu chúng ta quá bận rộn để nhìn, để nghe và chú ý vào bên ngoài, chúng ta sẽ không thấy được Thượng Đế. Chỉ có vậy thôi. To see God is very simple. That is one thing. Another thing, to keep God all the time with us, there are certain lifestyle, almost like heaven lifestyle, that we should follow. The people in heaven, of course, they don't even need to eat. Yeah? Some of them, I mean, depends on which heaven. Heaven has different class too. Just like in our world, we have different countries with a different level of development. Heaven has also different level. Yes, you hear that there are seven heavens. That is true. There are even more than that. Heavens are infinite. We can explore forever. But when we go to the highest one, we will meet God, the Most High, the formless one, the one with all love, all grace, all forgiveness, and all happiness, all bliss, all blessing. There's nothing blemished about him. There's nothing judgmental about him. And doesn't matter how bad we sin, he always loves us. And that is the Most High.
And he lives in the most high place, of course. But this is not a place. And yet it is a place. While traveling back to our original home, where the Most High Soka resides, if there is such a person, but he is not a person, is a tremendous power which creates all things, and all things will return in the end. And then it will recreate again, and then it will come back again, and recreate again. And then from the creation, stem another creation. During meditation, you can discover all this. If you have patience, and if you're really interested in the mystery of the universe. Otherwise, to see God is very, very simple. Even children can see him and talk to him. Thấy được Thượng Đế rất đơn giản, đó là một việc. Một việc khác là giữ Thượng Đế mãi với chúng ta. Có những lối sống hầu như gần giống như cách sống trên thiên đàng mà chúng ta nên theo. Dĩ nhiên, có một số chúng sinh trên thiên đàng không cần phải ăn. Ý tôi nói là tùy theo thiên đàng nào. Thiên đàng cũng có những cấp bậc khác nhau, cũng giống như trong thế giới của chúng ta, có những quốc gia khác nhau, với những trình độ phát triển khác nhau. Thiên đàng cũng có những đẳng cấp khác nhau. Quý vị từng nghe là có 7 cảnh giới thiên đàng, đó là sự thật. Ngay cả còn nhiều hơn vậy nữa. Thiên đàng vô tận, vô biên, chúng ta có thể thám hiểm không bao giờ dứt. Nhưng khi chúng ta lên đẳng cấp vô thượng, chúng ta sẽ gặp được Thượng Đế, đấng tối cao, đấng vô hình tướng, một đấng với tất cả tình thương, toàn ân điển, toàn sự tha thứ, toàn hạnh phúc, hỷ lạc và phước báu. Ngài không có khuyết điểm chi, Ngài cũng không có chút phẩm chất phê phán nào. Bất kỳ chúng ta tội lỗi nặng nề như thế nào, Ngài luôn luôn yêu thương chúng ta, và đó là đấng tối cao. Ngài ngự trên một nơi chốn cao đẳng nhất, hẳn nhiên, nhưng đó không phải là một nơi chốn. Tuy vậy, lại là một nơi chốn. Trong khi trở về ngôi nhà nguyên thủy của chúng ta, nơi mà bậc gọi là đấng tối cao ngự trị, nếu có một người như vậy. Nhưng Ngài không phải là một con người, Ngài là một lực lượng không thể nghĩ bàn, một lực lượng sáng tạo ra vạn vật, và nơi vạn vật sẽ trở về lúc chung cuộc. Sau đó, Ngài sẽ sáng tạo nữa, và rồi Ngài sẽ trở về nữa, và Ngài lại sáng tạo, và từ sự sáng tạo sẽ phát khởi một sáng tạo khác. Trong lúc thiền định, quý vị có thể khám phá ra tất cả những điều này nếu quý vị có kiên nhẫn và nếu quý vị thật tình thích tìm hiểu về bí ẩn của vũ trụ. Bằng không, việc thấy Thượng Đế vô cùng đơn giản, ngay cả trẻ em cũng có thể thấy và trò chuyện với Ngài. So, in order to see the Most High, we have to communicate with a little less high quality, less high level of God, manifestation of God. Let's say the most material aspect of God is what we see here, sitting around here, and here, and here, and here. Yes, this is the most density of God materialization. And that's why the Bible mentioned that, know you not that you are the temple of God, and the Holy Spirit dwells within you. So we have nothing except God live within us, and that I have experienced. It has been revealed to me during meditation, and much, much more. Of course, I don't have time for all this. It's just that you will have time to explore the universe yourself if you want to. I'm going to make a very big exception for English people tonight. That is, I'm going to make all of you see God with no conditions. But if you want to see more, if you want to get initiation, to do it every day properly, and going deeper without any fear of danger, then you should register your name and let me take the responsibility to help you until you become the master, until you become one with God. That's it. That is. Until you can walk alone yourself and know that you are one with God. But for other people, I'm going to make a very, very big exception. Yeah, after this. Yeah, I let you see God. Did you promise that in this life or next life? This life, this instant, not after life. You don't even know if you come into human life. Yes, this life, sir, this life. Very this lifetime. If I can make it, you can make it. If all of our brothers and sisters who has been initiated can make it, you can make it. Only this life is the life that matter to us. Because who can prove to you that next life we have or not, yeah? Most of the souls after leaving this planet,
Most of them do not reincarnate again in this planet. Yes. So I can promise you next life actually. You see, you might be reborn again in another heaven or in another planet. Yeah? Not necessarily this one. And not necessarily in this physical frame just as this. Although we have other planets which have human populated just like us. Yeah, even more advanced in technology. Để thấy được đấng tối cao, chúng ta phải liên lạc với một bản thể dưới đẳng cấp cao đẳng của Thượng Đế, tức hiện thân của Thượng Đế. Hiện thân vật chất nhất của Thượng Đế là những người mà chúng ta thấy ở đây, đang ngồi chung quanh đây. Đó là sự cô đọng cao độ nhất của Thượng Đế qua hiện thân vật chất. Và đó là lý do tại sao Thánh Kinh có ghi chép rằng anh em không biết anh em là đền thờ của Thượng Đế và Đức Thánh Linh ngự bên trong anh em. Do đó, chúng ta không là gì khác ngoại trừ Thượng Đế ngự bên trong chúng ta. Và điều đó tôi đã thể nghiệm. Điều này đã được hiển lộ cho tôi trong lúc thiền định và rất nhiều điều khác. Dĩ nhiên, tôi không đủ thời gian để bàn về những chuyện này. Chính quý vị sẽ có thời gian thám hiểm vũ trụ nếu quý vị muốn. Tối nay, tôi sẽ dành một ngoại lệ đặc biệt cho người dân Anh. Đó là tôi sẽ cho tất cả quý vị thấy được Thượng Đế một cách vô điều kiện. Nhưng nếu quý vị muốn thấy nhiều hơn, nếu quý vị muốn được truyền tâm ấn để tu hành đúng đắn mỗi ngày và đi sâu hơn mà không sợ sự nguy hiểm nào, thì quý vị nên ghi danh và hãy để tôi chịu trách nhiệm trợ giúp quý vị cho đến khi quý vị trở thành minh sư, cho đến khi quý vị trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế. Chỉ có vậy. Có nghĩa là cho đến khi quý vị có thể tự mình vững bước và biết được rằng quý vị đồng một thể với Thượng Đế. Nhưng cho tất cả mọi người, tôi sẽ dành một sự ngoại lệ vô cùng đặc biệt sau buổi thuyết giảng này. Tôi sẽ cho quý vị thấy được Thượng Đế. Thấy Thượng Đế trong kiếp này sao? Bây giờ, cho kiếp này, ngay tức khắc, không phải kiếp sau. Nếu nói về kiếp sau, ngay cả quý vị cũng không biết mình có trở lại làm người hay không. Đúng vậy, kiếp này, thưa ông, ngay kiếp này. Nếu tôi có thể làm được, quý vị có thể làm được. Nếu tất cả những anh chị em đã thọ tâm ấn có thể làm được, quý vị có thể làm được. Chỉ có kiếp này là kiếp sống quan trọng đối với chúng ta, bởi vì ai có thể chứng minh với quý vị rằng chúng ta sẽ có được kiếp sau hay không? Thật vậy, các linh hồn sau khi rời khỏi hành tinh này, đa số đều không luân hồi trở lại đây. Cho nên tôi không hứa với quý vị vào kiếp sau. Thật ra quý vị có thể tái sanh trong một thiên đàng hay một hành tinh khác, không nhất thiết phải ở hành tinh này và không nhất thiết phải ở trong hình thể vật chất giống như vậy, mặc dù có những tinh cầu khác có loài người trú ngụ giống như chúng ta, ngay đến kỹ thuật còn tiến bộ hơn. Now talking about technology, our world, our planet has been advanced to the peak of technological civilization long times ago. And that's why when the archaeologists, when they dug those remnants of the older civilization, sometimes they discover those artifacts, even similar to airplane, and similar to those what you call UFO, has been left on this planet. Why is that? Because our civilization has been at the peaks of its glory before this era. And then we destroy ourselves because we've been too advanced in technology, but not advanced enough in spirituality. These two things have to go hand in hand, or else we don't have enough power to handle the knowledge that we have, so we destroy ourselves and almost destroy many other planets surrounding, because at that time we could even fly to different planets in a matter of hours or days. Yeah? Nowadays, we take light years to go to other places, or at least months to go to the moon. In the old time, not so. It's quicker. Now we begin to develop again, just like old time. We are on the verge of discovering some greater thing, greatest thing of the technology advancement. And this is why we are in danger also. That's why we have so many wars, because we are so advanced in weapons, but we are not too advanced in spirituality. Bây giờ nói về kỹ thuật,
thế giới của chúng ta, hành tinh của chúng ta đã tiến bộ đến tột đỉnh của nền văn minh kỹ thuật từ thời xa xưa lắm. Đó là lý do tại sao khi các nhà khảo cổ đào lên những di tích còn lại của nền văn minh cổ xưa nhất, đôi khi họ khám phá ra những đồ cổ cũng tương tự như máy bay, tương tự như những vật mà quý vị gọi là dĩa bay còn sót lại trên hành tinh này. Tại sao lại có điều này? Đó là bởi vì nền văn minh của chúng ta đã lên tới tột đỉnh của quang vinh trước đây, trước kỷ nguyên này, và chúng ta đã tự hủy diệt mình bởi vì chúng ta đã quá tân tiến về phương diện kỹ thuật, nhưng không đủ tiến bộ về tâm linh. Hai điều này phải đi song song với nhau. Bằng không, chúng ta không có đủ lực lượng để điều khiển kiến thức mà chúng ta có. Vì thế, chúng ta đã tự hủy hoại chính mình và gần hủy diệt nhiều hành tinh lân cận. Bởi vì lúc ấy, chúng ta cũng có thể bay đến những hành tinh khác trong vài giờ hay vài ngày. Ngày nay, chúng ta mất nhiều năm ánh sáng để đi đến những nơi khác, hay tối thiểu cả tháng chuẩn bị để lên mặt trăng. Vào thời xưa nhanh hơn, không như vậy. Giờ đây, chúng ta đã bắt đầu phát triển trở lại. Giống như hồi xưa, chúng ta sắp khám phá ra vài điều vĩ đại hơn nữa, vài điều vĩ đại nhất do sự tiến bộ về kỹ thuật. Và đó là lý do tại sao chúng ta cũng đang gặp mối nguy cơ. Đó là lý do chúng ta có quá nhiều chiến tranh. Bởi vì chúng ta quá tiến bộ về vũ khí, nhưng chúng ta không tiến bộ nhiều về tâm linh. Spirituality has two aspects. One is theory and another one is practice. The theory is the one who introduced to us God, heaven and the bliss and the everlasting life and the seeing God while living, for example, just like I'm doing now, introducing the apple. Yeah? And the practical aspect of spirituality is the apple itself. It's when you eat it. Yeah. So anyhow, for theory, we have plenty already. We have all kind of spiritual scriptures, and we have all kind of doctrines that talk about God, talk about Buddha, talk about heaven, about Buddha's land, and all that. And they just make us mouthwater because we don't see it ourselves. We don't know what God looks like. We don't know what heaven is. We thought only the pure people of the ancient time can see heaven, can talk to God. But why not us? The people in the old time, when they also eat, they also work, they also get married, they also have children, they also take care of their family, just exactly the way we are doing now. So I don't see how the people of old time are purer than us in any way, logically speaking. So because of that, before I get the taste of enlightenment, I wonder, how come I cannot see God? How can I not see Buddha? I see the people in the old time, they can. So I must be able to. I cannot believe in a Buddha or God when I don't see, and I don't know. So I try my best, I try many ways, I try to go in different school, I try to see different teachers, hoping to find the truth. And then so finally, when there's a will, there's a way, somebody show me how to see God. And afterward, after some time of practice, God has allowed me, He orders that I should share my personal experience with other people who are ready to know. Not everybody ready to know, but whoever ready to know, He reveals Himself. And I just show it to you. And this is very simple. Now, that is a practical aspect of spirituality. Tâm linh có hai khía cạnh, một là lý thuyết và một là thực hành. Lý thuyết giới thiệu cho chúng ta về Thượng Đế, về thiên đàng, về niềm hỷ lạc, đời sống vĩnh hằng và thấy được Thượng Đế trong kiếp sống hiện tại. Thí dụ như tôi đang làm bây giờ là giới thiệu về trái táo. Khía cạnh thực hành của tâm linh chính là trái táo, đó là khi quý vị ăn vào. Về lý thuyết, chúng ta đã có nhiều rồi, chúng ta có đủ loại kinh điển và có đủ mọi đạo giáo nói về Thượng Đế, nói về Phật, về thiên đàng, về Niết Bàn và tất cả mọi thứ, chỉ làm chúng ta thấy khao khát mà thôi, bởi vì tự bản thân chúng ta không thấy được. Chúng ta không biết Thượng Đế trông giống như thế nào, chúng ta không biết thiên đàng ra sao. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có những người thánh thiện vào thời xưa mới có thể thấy được thiên đàng, mới có thể thấy được Thượng Đế. Nhưng tại sao không phải là chúng ta?
Người xưa, họ cũng ăn, cũng làm việc, cũng thành hôn, họ cũng có con cái, cũng chăm sóc cho gia đình, họ giống y như những gì chúng ta đang làm bây giờ. Cho nên, nếu nói theo suy luận hợp lý, tôi không thấy người thời cổ xưa thuần khiết hơn chúng ta dưới bất cứ hình thức nào. Vì lý do này, trước khi tôi được nếm hương vị khai ngộ, tôi đã tự hỏi, tại sao mình không thể thấy được Thượng Đế? Vì lẽ gì mình không thấy được Phật? Tôi thấy rằng người xưa có thể làm được, do đó tôi cũng phải làm được. Tôi không thể tin Phật hay Thượng Đế khi tôi không thấy, khi tôi không biết. Cho nên tôi đã cố gắng hết sức mình. Tôi đã thử nhiều phương cách. Tôi cố gắng đến học với những tông phái khác nhau. Tôi cố gắng gặp nhiều vị thầy khác nhau với hy vọng tìm ra chân lý. Và rồi cuối cùng, muốn là được. Khi tâm ý muốn thì sẽ có con đường, có người đã chỉ cho tôi cách để thấy được Thượng Đế. Sau đó, sau một thời gian tu tập, Thượng Đế đã cho phép tôi. Ồ, đúng ra là Ngài ra lệnh cho tôi phải chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình với những người đã sẵn sàng muốn biết. Không phải ai cũng sẵn sàng để biết. Bất cứ người nào sẵn sàng muốn biết, tự thân Ngài sẽ hiển lộ và tôi chỉ hướng dẫn cho quý vị phương cách rất đơn giản. Đó là khía cạnh thực hành của tâm linh. The things that we have been introduced to, we must know it, we must taste it. All the Bibles and spiritual scriptures of different religions mention similar experience. Like when you are enlightened, you see the light, at least you see the light, which is one aspect of God. God has no form, even though he can manifest in forms, physically and metaphysically, so that we can identify ourselves with him and talk to him and even complain to him and also can hear his advice so that we can take care of our daily problems better. We become wiser. And that's how we become saintly, we become wise men. The old time people become wise men because of direct communication with God, direct teaching from the Most High. So in the beginning, when we first know God, he might appear to us as light, he might talk to us through human languages or as intuition in our mind, but later on, he will rise us higher and higher until we become one with him. And that's when we can declare, I and my Father are one, the way our Lord Jesus has reached God. Even if the Lord Jesus was also a master of a highest order, when he was born here, he has to relearn again. So we also have been born from the high order. Originally, we are all God. I mean part of God. We're one with God as a whole. And then as God willed it, we divided, or he divided himself into different aspects of himself so that life, the universe is more colorful, more active, more lively. Otherwise, what do you think? God, no form, no anger, no disturbance, just hanging in there somewhere, all bliss, all light. Nothing to do, nothing happening, nothing bad ever happened, no challenge for God to even test himself. So he has to manifest in so different ways. Những điều mà chúng ta đã được giới thiệu, chúng ta phải biết, chúng ta phải nếm được hương vị. Tất cả các thánh kinh và kinh điển của các tôn giáo khác nhau đã đề cập đến những thể nghiệm tương tự. Như khi quý vị khai ngộ, quý vị thấy được ánh sáng, tối thiểu quý vị cũng thấy được ánh sáng. Đó là một khía cạnh của Thượng Đế. Thượng Đế không có hình tướng, mặc dù Ngài có thể hiện thân qua hình tướng vật chất và siêu vật chất, để chúng ta có thể tự nhận diện mình với Ngài, ngay cả than phiền với Ngài, và cũng có thể nghe được lời khuyên dạy của Ngài để chúng ta có thể chăm sóc những vấn đề thường nhật của mình một cách tốt đẹp hơn. Chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, và đó là vì sao chúng ta trở thành thánh thiện, chúng ta trở thành người có trí huệ. Vào thời xưa, người ta trở thành người thông thái bởi vì có sự tiếp xúc trực tiếp với Thượng Đế, được học hỏi trực tiếp từ đấng tối cao. Ban đầu, khi chúng ta mới biết được Thượng Đế, Ngài có thể xuất hiện trước chúng ta qua hình thể ánh sáng. Ngài có thể nói chuyện với chúng ta
bằng ngôn ngữ loài người hay bằng trực giác trong tâm trí của chúng ta. Nhưng về sau, Ngài sẽ nâng chúng ta lên cao và lên cao hơn cho đến khi chúng ta trở thành đồng nhất thể với Ngài, và đó là khi chúng ta có thể nói ta và cha ta là một, như cách mà Chúa Giê-xu đã đến được cùng Thượng Đế. Ngay cả khi Chúa Giê-xu vốn đã là một vị minh sư ở trình độ cao đẳng, khi Ngài sinh ra ở đây, Ngài phải học tập lại lần nữa. Chúng ta cũng được sinh ra từ một cảnh giới cao, nguyên thủy, tất cả chúng ta là Thượng Đế. Ý tôi muốn nói, chúng ta là một phần của Thượng Đế, chúng ta đã đồng nhất thể với Thượng Đế, như một tập thể, và rồi theo thiên ý của Thượng Đế, chúng ta phân chia ra, hay Ngài tự phân chia chính mình ra thành những khía cạnh khác nhau của Ngài, để đời sống, vũ trụ thêm màu sắc, năng động hơn, linh hoạt hơn. Nếu không, quý vị nghĩ như thế nào? Một Thượng Đế, không hình tướng, không giận dữ, không xáo trộn, chỉ ở một nơi nào đó trong vũ trụ, luôn luôn an lạc, chỉ toàn ánh sáng, không có gì để làm, không có gì xảy ra, không bao giờ có gì tệ xấu xảy ra, không có gì thách thức để Thượng Đế tự Ngài khảo nghiệm chính mình, cho nên Ngài phải hiện thân ra nhiều cách khác nhau. Therefore, do not, please, I repeat, God has revealed to me that do not blame yourself for being sinful. Do not look down upon yourself because you are the children of God. Whatever happens, it has to happen. And if we don't like what happens, we can change. We don't like our personality. We don't like the way we live our life. We don't like to live in darkness. Then we can change that. We change to a better person. We change to a different lifestyle. We change to a more loving, more understanding. And if we could not do it by ourselves, we turn to God. We turn to God by going inside, in the kingdom of God within us. Then let God teach us. Let God change us. Let God guide our life into a better direction, more suitable to a child of God, which we expect ourselves to be. So, this is why we are here, just to remind you that you are great, that you truly are great, and I can't even prove to you that you are great if you give me a chance. Later on, just an instant, and then later you have to prove it to yourself every day. During meditation, you contact more with the aspect of the divine within yourself, and then you will know gradually or quickly that you're truly one with God. And we can visit the highest heaven and then enjoy the bliss while we are living here. We come and go. Go to heaven, come back to work, go to heaven, come back to work. Just like you go to London, go back to somewhere else, go on the airplane, go to Paris, come back. It is very simple. If we could do everything with this physical body, we could do much more with our spiritual body. Vì vậy, xin quý vị đừng tự trách mình. Tôi xin lặp lại, Thượng Đế đã hiển lộ cho tôi biết rằng quý vị đừng tự trách mình tội lỗi. Đừng tự khinh khi chính mình, bởi vì quý vị là con cái của Thượng Đế. Bất cứ điều gì xảy ra, nó phải xảy ra thôi. Và nếu chúng ta không thích những việc xảy ra, chúng ta có thể thay đổi. Nếu chúng ta không thích tính tình của mình, không thích lối mà chúng ta đang sống cuộc đời của mình, không thích sống trong sự u tối, thì chúng ta có thể thay đổi những điều này. Chúng ta thay đổi thành một người tốt lành hơn. Chúng ta thay đổi để theo một lối sống khác, thay đổi thành người nhân từ hơn, cảm thông hơn. Và nếu tự chúng ta không thể làm được những điều đó, thì chúng ta tìm đến Thượng Đế. Chúng ta tìm đến Thượng Đế bằng cách đi vào bên trong, vào thiên quốc bên trong chúng ta. Rồi hãy để Thượng Đế dạy dỗ chúng ta, hãy để Thượng Đế thay đổi chúng ta, hãy để Thượng Đế hướng dẫn cuộc sống của chúng ta theo phương hướng tốt hơn, thích hợp hơn cho một người con của Thượng Đế. Đây là địa vị mà chúng ta tin rằng chính chúng ta là như vậy. Cho nên đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây, chỉ là để nhắc nhở quý vị rằng quý vị vĩ đại, rằng quý vị thật sự vĩ đại. Tôi cũng có thể chứng minh cho quý vị thấy rằng quý vị vĩ đại, nếu lát nữa đây, quý vị cho tôi cơ hội, chỉ trong một ít thời gian mà thôi. Và rồi sau đó, quý vị phải tự mình chứng minh mỗi ngày trong sự thiền định. Quý vị câu thông nhiều hơn với khía cạnh của đấng thiêng liêng bên trong quý vị. Và rồi quý vị sẽ dần dần
hoặc nhanh chóng biết rằng quý vị thật sự đồng một thể với Thượng Đế. Chúng ta có thể viếng thăm cảnh giới thiên đàng tối cao và sau đó hưởng thụ niềm hỷ lạc trong lúc chúng ta sống ở thế giới này. Chúng ta đến và đi, tới thiên đàng, trở về làm việc, đi thiên đàng, trở về làm việc. Tựa như quý vị đi Luân Đôn và trở về một nơi nào đó, đi máy bay sang Ba Lê và trở về, rất đơn giản. Nếu chúng ta có thể làm mọi việc trong thân thể vật chất này, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa với linh thể của chúng ta. We have so many bodies. The one is the physical, which is fitted with a computer, which we call brain, and which we don't even know how to use. I'm sorry. Actually, we know that, huh? We only use a 5 or 10% of this computer capacity even. Even just this physical brain, we didn't even use it. Talk about heaven within us, we don't know, that is for sure. Because since the day we were born, we have been taught to be a human being. We have been told that we are human being. We are even told that we are sinner. That even ancestors that we don't even know of have passed the sin on us. So how can we even stand up and feel proud of ourselves, even think of claiming the glory of a child of God? Do you know what a child of God is? Can you think about it? Not just the words of it, but the meaning of it, the weight of it. God is the most powerful person in this whole universe, and we are His child. It even mentioned in the Bible that God made man in His own image. The Buddha also told us that I am the Buddha, you are the Buddha. In the future, you have Buddha nature inside you. The Christian told us you have kingdom of God within you, and yet we never know that. We live our life day to day, hand to mouth, sometimes don't even have enough for our necessity. And all this make us frustrated, and we become angry with each other. We become very agitated with no reasons. Just because somewhere in this subconscious, we still remember the life in heaven that we have left behind long ago. Chúng ta có rất nhiều thân thể. Thân thể này là thân thể vật chất, được trang bị với một máy điện toán. Chúng ta gọi đó là não bộ, mà chúng ta cũng không biết cách sử dụng. Tôi nói xin lỗi, thật ra chúng ta biết chúng ta cũng chỉ sử dụng 5 hay 10% khả năng của máy điện toán này. Ngay cả bộ óc vật chất này, chúng ta cũng không sử dụng nó. Nếu nói về thiên đàng bên trong mỗi chúng ta, thì chúng ta không biết điều đó chắc chắn rồi. Bởi vì từ ngày chúng ta ra đời, chúng ta đã được dạy để làm một con người. Chúng ta đã được bảo rằng chúng ta là con người. Thậm chí chúng ta đã được bảo rằng chúng ta là con người tội lỗi. Rằng ngay đến tổ tông, những người mà chúng ta cũng không biết đến, đã chuyển tội lỗi sang chúng ta. Vậy làm sao chúng ta có thể dám đứng lên và tự hãnh diện về mình, dám nghĩ đến việc lấy lại quang vinh của một người con Thượng Đế? Quý vị có biết một người con của Thượng Đế là như thế nào không? Quý vị có nghĩ ra được điều này không? Không phải chỉ là danh từ, nhưng còn là ý nghĩa, giá trị của nó. Thượng Đế là một người có quyền năng vĩ đại nhất trong toàn cõi càn khôn vũ trụ này, và chúng ta là con cái của Ngài. Ngay đến Thánh Kinh cũng ghi chép rằng, Thượng Đế tạo ra con người theo hình dáng của Ngài. Phật cũng bảo chúng ta rằng, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Quý vị có Phật tánh bên trong, Thiên Chúa Giáo bảo rằng Thiên Quốc ngự bên trong chúng ta. Vậy mà chúng ta chưa bao giờ biết được điều này. Chúng ta sống đời mình, ngày qua ngày, tay làm, hàm nhai, đôi khi cũng không có đủ cho nhu cầu của chúng ta. Tất cả những điều này khiến chúng ta bực tức. Chúng ta trở nên giận dữ với nhau, trở nên vô cùng khó chịu, bất an mà không có lý do. Chỉ vì ở một nơi nào đó trong tiềm thức này, chúng ta vẫn nhớ đến cuộc sống trên thiên đàng, nơi mà chúng ta đã rời xa từ lâu. Nơi đó, chúng ta có mọi thứ, chúng ta có quyền năng, bất cứ gì chúng ta nghĩ đến, chúng ta có, bất cứ những gì chúng ta nghĩ đến, nó hiện lên. Còn ở đây, chúng ta thật tình phải cầu xin lương thực, chúng ta phải làm việc 10 tiếng, đôi khi chúng ta làm việc thật mệt nhọc, bệnh nặng nhưng vẫn phải làm, chỉ bởi vì chúng ta phải nuôi dưỡng thể xác.
và thể xác cũng gây nhiều phiền phức cho chúng ta. Thậm chí, dù sớm hay muộn, chúng ta cũng phải rời bỏ nó. Vì thế, đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu nói rằng chớ dồn chứa của báu cho mình ở dưới đất là nơi có sâu mọt làm hư hại, nhưng phải dồn chứa của báu cho mình ở trên trời thì lúc nào cũng có thể có nó. We still go to work. We still discharge our duty, but we have no longer feel the slavery of life that pounding upon us. We feel no longer the frustration of the struggle that we don't know why we have to work so hard, but we still continue to work. We will know everything. We will know that life is so. And God will teach us many much more interesting things that the mundane level of problems, anxiety, worry will leave us, because they're so insignificant compared to what we know in heaven. The true self and the true home will make us feel that we don't need anything here, because simply we don't belong here. When we meditate, we can even leave this body behind. We can even see it sitting there like a lump of clay, even look ugly. I'm sorry. When you're out of it, you look back at yourself, look ugly. Have you seen somebody dead before without makeup? You haven't. You go to the hospital where they put the dead body, have a look at it. That's how you look like when you meditate and get out of the body. You look at yourself, say, ooh, who is that? Look so ugly. Yes, it's really like a bag of meat to put in there, something like that. Khi chúng ta có cơ hội đi lên thiên đàng, càng đi lên cảnh giới cao hơn, chúng ta càng có cảm giác bị trói buộc ít hơn ở thế giới này. Lúc trở về, chúng ta vẫn đi làm, vẫn làm tròn bổn phận của chúng ta, nhưng chúng ta không còn cảm giác nô lệ một đời sống đang vùi dập chúng ta. Chúng ta không còn cảm giác bực bội của sự tranh đấu mà trước kia chúng ta không hiểu tại sao chúng ta phải làm việc thật vất vả. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm. Chúng ta sẽ biết mọi điều. Chúng ta sẽ biết được rằng kiếp sống là như vậy, và Thượng Đế sẽ dạy dỗ chúng ta rất nhiều điều thú vị hơn. Và do đó, trình độ thế tục của các vấn đề, những băn khoăn, lo lắng sẽ rời khỏi chúng ta, bởi vì chúng quá nhỏ bé, tầm thường so với những gì mà chúng ta biết trên thiên đàng. Chân ngã và quê hương thật sẽ cho chúng ta cảm giác rằng chúng ta không cần bất cứ điều gì ở đây, bởi vì một cách rất giản dị, chúng ta không thuộc về nơi đây. Khi chúng ta thiền định, chúng ta cũng có thể bỏ thể xác này lại. Chúng ta có thể thấy thể xác ngồi đó như một đống đất sét, ngay cả trông thấy xấu xí. Tôi xin lỗi. Khi quý vị ra khỏi thể xác, quý vị nhìn lại mình. Nó nhìn xấu xí lắm. Quý vị có bao giờ thấy một người chết chưa được trang điểm mặt mày không? Quý vị chưa thấy à? Quý vị đi đến bệnh viện, nơi người ta chứa những xác chết, hãy đến xem. Quý vị trông giống như vậy khi quý vị thiền định và đi ra khỏi thể xác. Quý vị nhìn lại mình và nói, ủa, ai vậy? Đúng vậy, nhìn thấy rất xấu xí. Đôi khi nhìn thể xác thật sự như một bao thịt để đó. Some people, they meditate, it looks like they sleep, they don't move. So sometimes when you come back from heaven, you feel reluctant to enter into this physical flesh. At that time, it feels like prison sometimes. And now that we love it so much, yeah. But when we meditate, we come back, we feel it's nothing, it doesn't really belong to us. And some other times, when we meditate deeply, we feel that the whole body disappear. We don't feel the body. We feel even the body has become glorified, become like heaven-like. So it become all light and all bliss and all happiness, so that we know that physical dimension originally do not exist. It is exist because we have been blindfolded to heaven, so that we have to see the only one dimension is this here. And once our heavenly faculty opened, we can see heavenly dimensions. It's just like when you see through the telescope, yeah? There are many things we don't see, we can see with the aid of the magnifying glass. We can see a lot of invisible germs and all kind of cells, all kind of things that is been moving and living, and with the naked eyes, we cannot see.
We have a much, much more sophisticated, a super sophisticated heavenly eye within us. Some of us can actually see the eye too. Yes, that is, if you subjectively leave even the psychic body, go out of the psychic body, then you can see the eye too. Có một số người khi thiền định nhìn giống như ngủ, họ không nhúc nhích, cho nên thỉnh thoảng khi quý vị trở về từ thiên đàng, quý vị có cảm giác ngần ngại, không muốn trở vào trong thể xác vật chất này, lúc đó cảm giác đôi khi như ngục tù. Bây giờ chúng ta yêu thương thể xác này rất nhiều, nhưng khi chúng ta thiền định, lúc trở lại, chúng ta có cảm giác nó không là gì cả. Nó không thật sự thuộc về chúng ta. Có những lúc khác, khi chúng ta thiền định sâu hơn, chúng ta có cảm giác cả thân thể đều biến mất. Chúng ta không cảm thấy thân thể mình nữa. Chúng ta có cảm giác ngay cả thân thể cũng trở nên huy hoàng, trở thành như thiên đàng, thể xác biến thành toàn ánh sáng và toàn an lạc, hạnh phúc. Do đó, chúng ta biết rằng đẳng cấp vật chất nguyên thủy không hiện hữu. Nó hiện hữu bởi vì mắt chúng ta bị che lại, không thấy được thiên đàng. Vì vậy chúng ta chỉ thấy một cảnh giới là ở đây. Một khi công cụ thiên đàng của chúng ta khai mở, chúng ta có thể thấy những cảnh giới thiên đàng. Giống như khi quý vị nhìn xuyên qua viễn vọng kính, có rất nhiều điều mà trước kia chúng ta không thấy, nhưng chúng ta lại có thể thấy được nhờ vào kính phóng đại. Chúng ta có thể thấy rất nhiều loại vi trùng mà mắt thường không thấy được, và đủ loại tế bào, đủ thứ đang di động và hiện hữu. Với cặp mắt phàm, chúng ta không thể thấy được. Chúng ta có một con mắt thiên đàng tinh vi, tối tân nhiều hơn bên trong chúng ta. Vài người trong chúng ta thật ra cũng có thể thấy được mắt này. Đó là khi quý vị tự ra khỏi ngay cả linh thể. Bấy giờ, quý vị có thể thấy được mắt thiên đàng này. There are many levels of body we have to pass through. Actually, we don't have a body. It just seems so because we have to see it in that way in order to exist in this world. If we see heaven all the time, then it is a heaven. Then we don't need to do anything and we cannot carry out our role as a human being. Therefore, a curtain has been drawn between us and heaven so that we can carry on this life. But some of us, we don't like it anymore. Some of us still like it, some of us don't like it anymore. It's no fun. We feel this drama is no fun. That means it's time to go home. And to other people, they still like to play, then they're not interested in spiritual aspect. Yes. So in order to solve this suffering of our soul that we feel burdened here, we must know our true self, which is a part of God, and we will know that through a very, very simple way is turn our attention inward. Just like if God sitting here and you look over there, of course you cannot see. Yes. So we just know where to find him. And then you can see it right away. Có rất nhiều lớp thân thể mà chúng ta phải đi qua. Thật ra chúng ta không có một thân thể. Nó dường như chỉ là vậy. Bởi vì chúng ta phải thấy bằng cách này để hiện hữu trong thế giới này. Nếu chúng ta luôn luôn thấy thiên đàng, thì bây giờ đó là thiên đàng. Như vậy chúng ta không cần phải làm gì cả, và chúng ta không thể hoàn thành vai trò làm một con người. Cho nên một bức màn đã được ngăn giữa chúng ta và thiên đàng, để chúng ta có thể theo đuổi kiếp sống này. Nhưng một vài người trong chúng ta không còn thích nữa. Một số người trong chúng ta vẫn còn thích, một số trong chúng ta lại không thích nữa. Thấy không vui thú. Chúng ta cảm thấy vở kịch này không vui thú, có nghĩa là đã đến lúc về nhà. Đối với những người khác, họ vẫn còn thích chơi đùa, cho nên họ không quan tâm đến phương diện tâm linh. Vì vậy, để giải quyết đau khổ trong tâm hồn mà chúng ta cảm thấy là một gánh nặng ở đây, chúng ta phải biết được chân ngã của mình, đó là một phần của Thượng Đế, và chúng ta sẽ biết được qua một cách thức rất đơn giản, đó là quay sự chú ý của chúng ta vào bên trong. Giống như nếu Thượng Đế ngồi đây và quý vị nhìn đằng kia thì dĩ nhiên quý vị không thể thấy. Cho nên chỉ cần biết và tìm thấy Ngài ở đâu là quý vị có thể thấy Ngài ngay tức khắc. Have I been talking too long now? So many people, maybe you have a lot of questions. Okay, I stop it and then you can ask me and then I can talk further. Yeah, then at least I know what you want to hear.
And then after that I will send you free ticket to go to heaven for a few minutes, okay? Tôi đã nói quá lâu rồi phải không? Hội trường rất nhiều người, có thể quý vị có nhiều câu hỏi. Tôi xin ngừng nơi đây. Quý vị có thể hỏi và tôi có thể nói thêm nữa. Như vậy ít ra tôi sẽ biết quý vị muốn nghe những gì. Rồi sau đó tôi sẽ gửi cho quý vị vé miễn phí đi lên thiên đàng trong vài phút. Quý vị đồng ý không?